Nếu như để đánh giá và nhận định về những cái dự án khai thác token miễn phí thì bản thân em đánh giá cực kỳ là cao về cái dự án khai thác token OLX. Bởi vì sao bản thân em lại nhận định như vậy? Thứ nhất là khi các bác khai thác được cái số lượng token OLX là các bác có thể rút luôn về cái ví của chúng ta. Và thứ hai, cái số lượng coin mà các bác rút về ví, các bác có thể tham gia lau pool và nhận được token khác. Và cái số lượng token đó các bác có thể quy đổi và rút về ngân hàng của các bác bất cứ lúc nào đều được. Thì đây là một trong những cái dự án mà bên phía sàn nó thông báo trong tháng 9 sẽ được list trên cái sàn ONUS, nhưng mà nó đã hoãn lại là cuối tháng 11. Thì đây cũng là một cái thông tin rất là vui dành cho các bác cộng đồng tham gia khai thác OLX. Bởi vì khi mà nó thông báo mà được list sàn rồi, nó sẽ ngừng khai thác và không cho chúng ta kiếm được cái số lượng token này. Nên là bây giờ vẫn đang còn rất là nhiều cơ hội để chúng ta có thể tranh thủ nhá. Đây là cái số lượng token em rút về. Hiện tại em đang còn là 2,9 triệu cái đồng OLX. Và ở đây các bác có thể tham gia lau pool và nhận được. Ví dụ như là các bác có thể gửi OLX nhận được CDGO. Và tiếp theo là TLM này, sát 1000 này. Trước đó thì em có gửi để nhận được cái đồng GIFT. Đây em có gửi ở đây là 2 triệu nhá, 2 triệu cái đồng OLX ở đây. Thì trong 10 ngày nó sẽ kết thúc. Và phần thưởng em sẽ nhận được là 1000 cái đồng GIFT này. Đây em có thể cho các bác xem này. Đây là những cái phần thưởng hàng ngày em nhận được ở đây. Và cái này nó sẽ kết thúc là ngày mùng 5 tháng 10 nhá. Bên cạnh đó thì hiện tại đang còn có rất là nhiều cái mục để các bác có thể tham gia lau pool. Như là cái mục này đến ngày mùng 8 tháng 10 này, 11 tháng 10 này, 11 tháng 10 này. Đấy, đa số 11 tháng 10 còn rất là nhiều, còn tận 10 ngày nữa để các bác có thể tham gia. Giả sử như là em sẽ gửi và nhận cái đồng CDGO này đi. Em đang còn là 2 triệu thì em sẽ gửi tiếp là 2 triệu. Đấy. Nhưng mà cái này nó chỉ còn 7 ngày thôi. Nên là em sẽ gửi cái nào mà nó còn 11 ngày. Ví dụ như là TLM. Em lại tiếp tục gửi 2 triệu nhá. Đây, em sẽ ấn vào phần nạp. Rồi, em sẽ ấn vào phần nạp. Dự kiến là em sẽ nhận được khoảng độ là hơn 600 cái đồng TLM này. Thì đây cũng là một cái phần. Ngoài cái việc chúng ta chờ đợi cái đồng OLX này list sàn, thì các bác có thể sử dụng luôn cái số lượng OLX này để các bác có thể tham gia gửi các đồng coin khác để chúng ta có thể nhận được một số các đồng coin kia. Và những cái đồng coin kia là chúng ta khi mà chúng ta hết chu kỳ chúng ta có thể quy đổi và rút luôn được về ngân hàng nhá. Rất là vui. Thì những bác nào mà hiện tại chưa tham gia cái dự án này thì ngay bây giờ các bác tranh thủ tham gia luôn. Bây giờ nó cập nhật thêm rất là nhiều các chức năng mới. Thứ nhất là ở cái mục home này, nó có cái phần airdrop này để các bác có thể tham gia các dự án airdrop ở đây. Bên cạnh đó thì hàng ngày các bác còn có thể vào Farmy để chúng ta có thể nhận thêm. Chúng ta có thể điểm danh này, cứ trong vòng 4 tiếng thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta điểm danh. Cái mục tách bên này thì là cái phần nhiệm vụ. Những bác nào mà chưa hoàn thành các nhiệm vụ ở đây thì ngay bây giờ các bác có thể vào và các bác hoàn thành ở đây cho em nhá. Cái mục tab tab này là cái phần chúng ta có thể ấn cái ngón tay để chúng ta có thể kiếm được thật là nhiều cái số lượng token OLX ở đây cho em. Đấy, các bạn ấn vào phần claim đây. Sau đó khi mà chúng ta đã kiếm được một cái số lượng token nhất định rồi, các bác muốn rút về cái tài khoản ONUS của các bác thì các bác sẽ ấn vào đây cho em này để chúng ta rút trực tiếp về cái sàn ONUS nhá. Sau đó các bác ấn vào phần max cho em nhá. Đây, hiện tại em đang có là 881.000 cái đồng OLX. Em sẽ ấn vào phần withdraw. Rồi sau đó em sẽ chờ một lúc ở đây. Như vậy là em đã rút thành công này. Nó báo về luôn nhá. Đây các bác có thể thấy này, em đã nhận được luôn là 881.000 này. Đấy, nó về luôn. Vừa nãy em cũng, đây em vuốt lại này, nó sẽ hơn 1 triệu rồi nhá. Đây, đã lên ở 1,7 triệu rồi. Và cái mục lịch sử cho các bác xem này. Đây, nếu như bác nào mà còn muốn tham gia lau pool thì chúng ta lại gửi và để chúng ta có thể nhận được cái số lượng token ở đây. Bữa trước thì em có gửi cái đồng GBC thì em cũng có quy đổi và em bán rồi. Đó, thì hôm nay còn đợi cái đồng GIFT này nữa. Đến ngày mùng 5 nó sẽ kết thúc và em sẽ nhận được khoảng độ là hơn 1.000 cái đồng này. Và vừa nãy em cũng gửi và nhận cái đồng TML. Thì đây là một cái cách để chúng ta, ngoài cái việc chúng ta chờ đợi cái đồng OLX list sàn, thì các bác có thể chọn cái hình thức đó là gửi lao pool và các bác nhận lãi. Vì sao em lại đánh giá nó rất là tiềm năng và cực kỳ là cao ở đây? Bởi vì các bác có thể kiếm được số tiền của các bác mong muốn. Các bác muốn, ví dụ nhá, đối với những cái dự án khác các bác cần phải đợi một khoảng thời gian nó khá là lâu thì chúng ta mới có thể list sàn và các bác rút. Bác nào may mắn thì được khoảng độ là vài chục đô, thậm chí là khoảng độ một vài trăm đô. Hoặc trên cái dự án này thì các bác kiếm được bao nhiêu các bác có thể quy đổi ra những cái đồng coin khác, sau đó các bác có thể chuyển luôn và nó tỷ lệ ăn chắc cực kỳ là lớn nhá. Nó không giống như cái dự án khác nên là các bác có thể yên tâm và tham gia. Rồi đấy là cái phần đầu tiên em cập nhật cho các bác về cái mục để chúng ta có thể nhận cái số lượng OLX và hướng dẫn các bác tham gia lao pool, cũng như là hướng dẫn các bác rút OLX về cái sàn ONUS. Bây giờ thì bản thân em vẫn dành tặng 300k hoàn toàn là miễn phí dành cho cộng đồng ONUS. Đối với những bác nào mà hiện tại đang sử dụng ví ONUS này, hoặc là chưa có cái ví ONUS, để các bác có thể muốn nhận 300k thì các bác có thể xem hết cái đoạn video này cho em nhé. Để nhận được 300k miễn phí từ em, các bác sẽ ấn vào phần hình người trang cá nhân ở đây cho em này. Rồi sau đó các bác kéo xuống bên dưới, các bác sẽ ấn vào phần xác minh tài khoản KYC ở đây. Các bác ấn vào phần xác thực tài khoản. Cái tài khoản của chúng ta cần phải xác thực KYC nhá. Ở đây thì các bác có thể xác thực bằng hộ chiếu hoặc là căn cước công dân. Và sau đó các bác nạp 50k vào để chúng ta trở thành khách hàng tin cậy. 50k này là chúng ta không bị mất. Nó giống như là cái tài khoản ngân hàng ấy. Để mà chúng ta tạo xong cái tài khoản ngân hàng thì chúng ta cần phải nạp 50k vào để chúng ta kích hoạt tài khoản. 50k này các bác có thể mua bán coin, nhận lại qua đêm, hoặc các bác có thể rút ra tài khoản ngân hàng của các bác đều được nhá. Rồi đây là cái điều kiện đầu tiên. Thứ nhất là xác minh KYC, thứ hai là nạp 50k vào để trở thành khách hàng tin cậy. Và cái phần quan trọng nhất là các bác sẽ ấn phần đối tác của tôi ở đây cho em nhé. Đây em sẽ ấn phần đối tác của tôi ở đây. Trong cái phần đối tác của tôi, khi mà các bác ấn vào đối tác đó là cộng tác viên ONUS, mà bên phải này nó có cái phần mũi tên màu trắng thì các bác ấn vào đây để các bác có thể xóa đối tác đi. Xóa đi rồi các bác sẽ nhập lại cho em cái mã đối tác, em sẽ để dưới phần mô tả của video. Các bác thêm, sau đó các bác liên hệ qua Zalo để em tặng 300k nhá. Còn đối với những bác nào mà ấn vào đối tác đó là khách hàng tin cậy như này này, và nó có cái mũi tên màu trắng trắng ở đây này, thì các bác ấn vào để chúng ta có thể xóa đối tác đi. Đây các bác sẽ ấn vào phần xóa đối tác này. Sau đó nó sẽ quay trở lại cái phần thêm đối tác. Thì các bác sẽ nhập cho em cái mã đối tác này vào, và thêm cho em cái tên người dùng này vào nhá. Thêm xong rồi các bác nhớ phải chụp và gửi qua bên Zalo thì em mới biết là những bác đó đã thêm em, và em sẽ dành tặng 300k cho các bác. Khi mà các bác được dành tặng 300k rồi thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác nhá. Các bác nên nhớ là phải chụp và gửi qua bên Zalo thì em mới biết được những bác đó là thêm của em nhá. Còn nhiều bác là không gửi qua bên Zalo đâu. Các bác sẽ vào cái phần folder này. Em sẽ dành tặng 300k cho các bác vào cái mục Pucher. Và cái số dư 300k của các bác nó sẽ hiện lên ở đây. Các bác có thể sử dụng 300k đó để các bác có thể tham gia chơi Pucher, và lãi trên 300k là các bác có thể rút ra được. Có rất là nhiều bác trong nhóm Zalo của em đã tặng 300k đó, các bác ấy có thể kiếm được vài trăm nghìn, thậm chí kiếm được cả vài triệu. Đấy, các bác có thể rút ra tài khoản ngân hàng bất cứ lúc nào đều được. Còn 300k đó thì các bác chỉ cần đạt cái khối lượng giao dịch là các bác có thể rút ra được nhá. Rồi đấy là cái phần mà em dành tặng 300k hoàn toàn là miễn phí dành cho những bác nào mà hiện tại đang có ví ONUS mà chưa có đối tác, hoặc là những bác nào mà chưa có ví ONUS thì các bác có thể tham khảo. Thì trên đây là cái video ngày hôm nay em cập nhật cho các bác về cái dự án khai thác token OLX, cũng như là hướng dẫn các bác nhận thêm được 300k hoàn toàn là miễn phí ở trên ví ONUS từ em nhá. Rồi video này của em đến đây là kết thúc. Em xin chào tất cả các bác.